Tôi tới đây là để cứu cô đó. Nếu không muốn chết thì theo tôi. Không, cô chết thì cũng không có theo cô. Tôi không bao giờ theo cô. Đi đi. Cô đi ra khỏi đây. Ôi, thiệt tình luôn á. Nè. Đi đi. Ê, cô đi ra. Cô bình tĩnh lại đây hả? Bây giờ cô bình tĩnh lại chưa? Nếu như mà cô muốn chết á thì đi theo tôi. Anh Cường đang về kia kìa. Mời Nguyên, mời Nguyên. Cái kết của phim là Quỳnh quen Linh. Quỳnh nhé. Mời Nguyên, nó quên quá rồi đấy. Nguyên, không có đâu này. Có. À. Nguyên khủng. Ủa, đâu phải cứ quay cái này đâu ta. Quay cái nào? Quay cái nào mất. Hồi nãy quay cái này. Nãy em đọc kịch bản là em bước vô phòng điện. Đổi. Nhưng mà phải đổi đồ. Đồng nữa. Cái mở cửa đầu tiên, Nguyên mở cửa. Chết chà. Mở cửa gần rằm. Em tới cứu chị nè. Đi thôi chị Hai. Em tới cứu chị nè. Mình đi thôi chị Hai. Em đang chờ. Đây đó, cũng về lại điên thiệt luôn hả? Không, không điên. Lúc này em ngưng thuốc. Bỏ khỏi đi. Không. Đó, đến lúc giết kịch bản này đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà là tụi em kéo chị đi là chị phải chịu đi. Chị phải chịu đi. Đúng rồi, mà chăm đen quá. Đen của thoại đi, thoại đi. Để ra để gần nữa rồi. Chăm nhìn chung chăm đen. Rồi anh thấy không thấy. Rồi sao? Cường đang đợi để cưới rồi nó đọc ra cái bỏ hết đi xong. Trời ơi, bỏ luôn diễn viên à, cắt luôn hay đồ đại là diễn cắt rồi. Đến cô gì à? Quy diễn vô cắt chơi luôn. Bây giờ không còn một con thoại nào chạy từ Sài Gòn xuống đây hết 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ cắt có một câu thoại cắt luôn rồi. Bây giờ làm diễn viên quần chúng luôn mọi người ơi, không thoại luôn. Rồi rồi, quay đâu còn thoại đâu, mình vô dễ lắm, vô mình đứng người thôi xong rồi. Thế là tụi em vô dàn xin chị phải không? Đây nè, tụi em bên này, cái máy này, máy bên đây, hai đứa vừa nhỏm đi lên vô. Dạ. Để lên Quyên. Qua máy này là dùng lên, qua đang đợi nữa. Hai đứa xin nhỏm đi, em có gì lên chủ động đi trước. Đây nè. Đang lên là lên vô. Nhà nè, hai ba nè, đi chị hai. Sớm. Quay qua. Đây phải, đúng rồi, lên thằng máy nè. Là thế. Cô đi ra, đủ. Đi ra, đi ra. Không sao, chị hai. Chị Linh đã biết hết toàn bộ sự việc rồi. Không sao, làm sao, chúng ta lấy Linh đi. Chị tin em đi. Cô ta chị Trung Hai á, chị tin em đi, mình không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chị Linh đã biết hết toàn bộ, ông Cường là người giết chị không? Lên, không kịp thời gian nữa kìa. Hay lúc này ba gọi đi. Rồi gọi đi. Rồi gọi. Anh lô không nghe là ba. Phía này hay phía này nè anh Minh ơi. Cái gì đó làm tàn tàn. Alo nghe là ba, đang nghe điện thoại nè. Báo. Không biết rồi. Lấy quyền anh là máy gì? Con biết rồi, cấp mấy cái râm. Chết rồi chị Hai ơi. Mà anh coi để tôi được về. Chị Linh, chị Hai chết rồi. Ông Cường hôm nay trên đường về đó, mình không còn nhiều thời gian nữa đâu. Lệ lên, đi. Thôi, đi. Rồi, đi. Sau khi tiếp tục đoàn diễn thì mình cũng có thêm được một câu thoại. Đi, lệ lên. Hai câu. Cảm ơn đoàn diễn. Vậy thôi, lên đây sau khi nó lại. Rồi, về ơi. Lộ rõ luôn. Đứng đây, nó nằm ở giữa luôn. Thấy cột rồi. Có luôn, có luôn. Rồi quay mọi người ơi, trễ giờ rồi, sắp nắng rồi. Đợi bạn không á? Em còn 7 cái nữa. Em còn nhiều. Giờ mình đua nhau đi coi. Hình như là bay giờ nãy anh nói là bay vô đây luôn nè. Em có phương, em tính nhỡm là Quỳnh chạy rồi. Em sợ là tính nhỡm là Quỳnh chạy rồi. Em nhào xuống đây, em bò sâu xuống được rồi, đúng rồi. Ở đây nè, rồi chị ra đây thì em chạy em chụp bọc đầu. Chạy đây chị chạy cho em đi vô rồi. Chạy vô sâu quá rồi. Em bỏ nhiều cái câu này. Cái gói rất co rồi. Mà nói từ câu gì? Có chết tôi không tin cô đâu. Có chết tôi không tin cô đâu. Mà thông xuống. Em nói là em tới em cứu chị gì đó. Đó, thì em nói là lấy cứu cô nè, không muốn chết. Không muốn chết thì đi theo tôi. Có chết tôi cũng không tin cô đâu. Là chăm từ đây. Rồi từ câu của em nha. Em nói xong còn em không tin. Tiếp hả? Hồi nãy em nói là tôi tới đây để cứu cô đó, không muốn chết thì theo tôi. Có chết tôi không đi theo cô. Thông xuống thì chăm mới lòi qua. Dạ. Tôi tới đây là để cứu cô đó. Nếu không muốn chết thì theo tôi. Không, cô chết thì cũng không có theo cô. Tôi không bao giờ theo cô. Đi đi. Cô đi ra khỏi đây. Ôi, thiệt tình luôn á. Nè. Đi đi. Ê, cô đi ra. Cô đi ra. Cô bình tĩnh lại đây hả? Bây giờ cô bình tĩnh lại chưa? Nếu như mà cô muốn chết á thì đi theo tôi. Anh Cường đang về kia kìa. Tôi không tin tôi đâu. Không bao giờ tôi tin con cô của cô.
Bây giờ cô không đi đúng không? Con đi. Con đi. Đó, đưa lên coi bạn. Cảm ơn. Hai lần luôn á. Nè, cái màu đen ngay đùi kìa. Đâu? Ờ đó, nó bị cột kìa. Tôi đã thấy chui hôm nay nó bị chọc quá không ta? Anh Minh thích chui. Nó không không phải đây đi mà nó chui đâu. Cái bên kia đi bạn, lát dùng dần là nó bay ra nữa. Đó, nãy tôi bị thấy. Rồi, cái nó đi. Nó bị chọc chọc sao? Thấy rồi, tôi thấy được rồi. Nãy thấy quay lét của dì Linh rồi anh ơi. Là ông lên cái là gặp em ngoài là anh tái một cái bóp tỉnh chưa? Thấy không? Thấy không? Thấy thôi. Không biết máy đang thấy không với em. Thấy. Nằm ngay cái tầm giác vậy cái chỗ này cái chút xíu giật nhằn co đâm đâu đứa diễn hết đâu mà sợ chật. Tại nguyên tắc bé nó chạy vô đó. Vậy là từ từ cho em lại phải không? Không có cụ. Nói để em đi. Nó co rồi nó nói điện thoại thôi. Cái màn này anh cái đúng mà lại cái vậy à, anh cái màn này chị Linh mới kéo quá. Anh hút tắt đèn. Khoan khoan từ từ chị Linh đừng đi, chị Linh đứng yên đi, em lùa cái chỗ lên chị bước qua nè. Không phải chị. Đường giác rồi. Nó mà cái ly nó đập vô cái gì á. Rồi thốt liền anh ơi. Sao? Thốt. Thốt. Đó thấy chi? Thấy chưa? Giận cá chém tốt. Không cái gì mà bẻ tan nát cho mọi người coi là cái chị Linh không? Người nó con vậy thôi chứ lực sĩ đó. Hấp nhẹ thôi mà coi nè. Bước này nít nôi không đó. Thì không. Cái chân của chị kìa chị Linh. Nước không kìa. Với lại cái sao đó không? Cái đầu nhép đó lấy vũ đi. Cái miệng nó dính. Cái lấy vũ ở Campuchia đó. Tôi không biết là tôi hấp một cái để chị hấp này là nó bẻ thôi. Nhưng mà ý là chị rất cao thủ. Hồi nãy mấy anh ké vô năng để chị Linh chị đập sao đập đừng đập cái ly của em. Chị Linh kêu không, tôi đập nguyên mâm đó. Y như rằng xong cuối cùng phải chừa lại cái ly. Cái ly vẫn còn y nguyên. Hay thật, chị Linh cao thủ. Bây giờ thiết kế không muốn bể luôn là ly một cái vô. Hãy ta vô lên cái dĩa. Đây nè. Để một hồi phải đi trên đất nữa, nó trời ơi, tôi nghi quá. Tự nhiên bạn nhìn tôi rồi bạn thở dài giống như kiểu là trời ơi sao ấy vậy mà con anh ở nhà. Cái gì vậy bà nội? Đi quay gì tới chết. Chị này. Chơi lấy cận lúc tắt đèn nè. Đây là một trong những phân đoạn cực kỳ cái cứng. Ủa Vinh hồi nãy có bạn nước không bờ cần gì. Rồi. Bây giờ. Anh ơi. Rồi đi mời lên. Đi mời cô ok chưa? Là chị đó, chứ hồi nãy giờ là người khác đó, là anh bay vô nó tán một cái cho tỉnh rồi. Tôi bắt cái này nhìn. Là chị đó. Chơi người tự em. Giờ mình đổi cái đèn chung này thành đèn vàng ha. Cho nó lên. Mở này lên. Bởi vì em yêu thân thể của chị, em yêu chị, em thương chị lắm cho nên là em không có làm như vậy. Chứ thật ra cỡ này là em nhào vô anh bán một cái là nó sái quầy hàm này luôn. Em đánh chi đau tay, em để cho chị khùng điên được rồi. Thế bởi vậy được rồi. Em đâu có đánh đâu. Kiểm tra coi miễn còn không nha, bảo vệ cặp chân của chị lên giùm em nha mọi người. Nó hơi mùi nhà bếp luôn. Ừ, cái phòng bây giờ nó nghe mùi mùi thả. Mùi khóc luôn. Em có làm không? Cần Linh à. Em ra chứ lại tắt đèn á. Có chừng chân chính tiền bây giờ. Ủa vậy là cái này của em xong rồi phải không? Cần dư của bạn là sao? Không biết rồi, để từ từ đi. Rồi cái cần dư lên mở cửa thấy chặt đồ đi. To lại không? Đó, đi. Giờ đây nè. Những tập cuối cùng á mọi người là những tập rất là gay cấn. Mình với chị Linh lúc nào cũng hả chị lộn với nhau không sầm hết. Mọi người chị Linh chỉ chửi lộn mà từ cái lúc mà xong môi còn đậm tới bây giờ là dẹp đời luôn rồi. Bơ phờ luôn. Đây em bỏ nghe gì luôn. Tội nghiệp quá em. Quay gần lại nó quay. Rồi chơi. Chị Linh bây giờ là mệt lắm rồi. Rồi lên đây nằm xuống lên nè. Có thấy hai bên nào thấy dính cái mâm kìa.
Bỏ mâm ra kế. Bỏ mâm kế ơi. Lúc kêu cửa là kinh khủng. Lúc kêu cửa. Anh ơi, đang chỗ này sai các con luôn nè. Hà ra lúc kêu cũng chị. Chị hất cây rồi mà tanh. Kêu nó có hai thế á. Bà hất một cái với mầm cái nó rớt con đây giờ bà kêu tanh quá. Đó. Em ăn sẵn nãy giờ rồi đó. Rồi rồi, chị ơi, từ lúc kêu cửa. Vậy có thấy em không? Chị, đúng rồi, cái mở cửa là thấy Linh. Hai đa, cho mở cửa, cho cái bà mở cửa ra, chọn cái lâu được không? Bạn bàn dĩa sai đất coi nha. Chết rồi, lấy Linh cho em cái cưng ơi. Cái gì? Rồi, mụn. Chết. Mụn rồi, mụn ở đây nè, chụp sọt vô thấy nè. Cái cận bà Linh mở cửa ra. Thấy bà hụt chồng. Mâm cơ. Đây nè. Thấy bà hộp trăm, bà hộp trăm diễn sao nè, diễn lại coi coi. Đây, rồi coi bà hộp trăm xuất hiện nè, diễn sao. Hứt. Đó, thôi hả? Cho bà hộp dính vô dính, lấy cận trăm rồi. Mở cửa ra bước vô nè, đặt mâm xuống. Dạ. Ấy, xích cha con mâm. Rồi, mở đèn lên nè. Đây là dính lên. Cô làm cái gì, cô la ôm sùm lên vậy hả? Lấy mở một ra, cô la như nhà cơ gì? Cô tưởng là tất cả mọi người không biết cô bị điên sao? Chị đứng mở cửa hồ mai đó, chị đứng ở ngoài. Còn cái mâm đó nữa. Không thấy được chị hả? Hồ mai không thấy. Nè, đó lấy nè. Không thấy, thấy lấy cận. Đó, cận trước đi. Còn mở đây nè. Đưa mâm đây cầm. Cho ấy là xíu rồi. Ở ngoài đây là bà. Đây là một sự lừa đảo nè. Rồi, vô. Rồi, đứng cho đứng. Cho cho. Đứng cho điểm cho. Cô làm cái gì, cô làm âm sầm như vậy? Uống vô có rồi nè. Nói lấy lúc với thị là lấy chị Linh. Vô mở là thấy chị quầy. Đó, cái phản ứng của chị Linh thấy bà Trâm. Rồi. Lần mới quầy. Ngoài lấy dĩa vô thấy chị Linh. Đây. Qua dai em. Dạ. Ghê. 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 Ở đây dọn đồ gọn vô. Cố gắng lên chị, mình còn mấy phân đại nữa. Qua đây đó đi em, qua đây là đứng qua kia. Kìa giờ bác hẹn nó rồi. Tiền đi lấy chồng. Thấy rồi, cá ăn chi vậy, tên gờ rồi. Cái này là máy của chị Quỳnh lúc cái cửa đóng lại rồi. Lúc chị đứng chị chờ đúng 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 nè, quay về với chị chờ đó chị Linh. Đó đó đầu bắt anh đây, có chưa cửa không anh? Ông ngoài chưa cửa chứ? Miệng dưới hả? Không có, không có anh đâu. Tình cửa không anh ta? Tình đi em lấy chưa cửa? Mình dẫn đây, mình dẫn đây chị Linh ơi. Chị chích đây vài cái. Rồi giờ vậy đi nó qua xuống rồi. Trời đủ má, em lấy đây giùm anh được không? Quay. Nè. Em đứng sẵn luôn á. Không có vợ, tí mình dẹp đèn. Rồi. Ừ, để đi em nghe mùi cá muốn xỉu. Vô. Có hói luôn á. Chơi. Bình thường ăn thì không sao chứ mà nghe đây nha. Không lấy gì anh ơi. Có còn dư ở ngoài đó nữa đó. Gì? Một bánh chấm ngoài nữa kìa. Nói trong ngoài có một Vinh ngủ kẹt trên sao lấy trời. Không, nói được nói. Trời ơi. Mở cái. Mở. Ừ, cho em sợ chăm đi, cho đẹp. Rất buồn luôn. Thôi, Linh làm trước đi. Linh căng thẳng rồi. Đây, trời ơi, ở đây là đoạn đó. Nếu mà tính từ đầu là khóc ra tùm lum hết á. Đúng cái không? Chị mở cửa ra gặp bà Trâm. Là chị cũng có thôi hả? Đúng rồi. Bà Trâm đứng sẵn về chị. Okay, okay. Hồi nãy lấy rồi, Vinh lấy rồi. Đủ. Đổ đó em lấy chung luôn mà, lấy cái cận luôn mà, vừa cái chung vừa cái cận luôn á. Mày chơi.
Thấy ai chạy bà? Diễm. Tưởng ngoài nhà vô. Tưởng ngoài anh Phan. Tưởng ngoài anh Phan. Tưởng ngoài anh Phan. Tưởng ngoài anh Phan vô đó. Dên từ đây em. Dạ, từ trên giường luôn giùm em. Ủa vậy là dài lắm hả? Không, đây chạy vô.